gắn nó vào một số cái u mà chúng ta hay gặp. Thì sau đây tôi sẽ trình bày với anh chị một số cái u hay gặp, thì sau đấy chúng ta có thể phân tích một cái tổn thương theo cái hướng của các cái đặc điểm này, và chúng ta sẽ gắn vào cái tổn thương kết hợp với, đặc biệt là trong cái tổn thương u xương thì chúng ta phải luôn luôn đi kèm với cái vị trí của tổn thương và cái tuổi của bệnh nhân. Thì cái nhóm tuổi và những cái vị trí của tổn thương thì nó khá là điển hình trong một số các cái u, nên là chúng ta nên kết hợp giữa cái tuổi của bệnh nhân và cái vị trí của tổn thương và các đặc điểm của tổn thương, chúng ta đi đến cái u mà chúng ta hay gặp. Thứ nhất, đây là một cái hình ảnh của cái u xương của thân sống. Chúng ta cùng nhau phân tích cái u xương này trên hướng cắt ngang, chúng ta thấy có những cái ổ u xương, nhưng mà cái ranh giới giữa cái tổn thương và cái xương lành nó khá là rõ, đúng không? Trong ổ u xương này nó có các cái bè xương, các cái chấm cắt ngang của các cái bè xương khá là thô. Trên hình ảnh kính dọc chúng ta thấy đây là hình ảnh các cái bè xương thô. Bình thường các cái bè xương khớp nó mịn, nhưng mà cái bè xương khớp của tổn thương này khá là dày thô, cắt ngang ra nó là những cái chấm tăng thể trọng xen kẽ với những cái vùng làm thể trọng. Đây là biểu hiện của một cái u khá là lành tính và một cái u rất là hay gặp. Anh ấy chỉ biết u này là u gì không? Cái u này rất hay gặp. Cái dấu hiệu này người ta gọi là dấu hiệu sọc quần nung này. Và cái dấu hiệu này người ta gọi là dấu hiệu muối hạt tiêu. Đây là một cái u khá là hay gặp, lành tính khá hay gặp, nó là u máu của thân đốt sống. Thì người ta định nghĩa cái u máu của thân đốt sống đó là những cái tăng sinh của quá trình các tế bào nội mạc của mạch máu, và cái nguyên nhân thì được, nguyên nhân thì đến nay thì chưa rõ ràng, và nó là một cái u lành tính hay gặp nhất và không có triệu chứng, trừ những trường hợp các cái u máu lớn của thân đốt sống nó gây cái cuộc sống, nó làm cho cuộc sống nó yếu, nó gây xẹp cuộc sống thì có thể gây những các cái triệu chứng lâm sàng như là đau lưng, và nó là một cái u phát triển rất là chậm và cái tuổi hay gặp mà chúng ta phát hiện được đó là lứa tuổi từ 40 đến 60 tuổi, và người ta thấy rằng cái tỷ lệ nữ sẽ nhiều hơn nam. Trên hình ảnh các lớp vi tính thì trên hướng cắt ngang thì đó là những cái vùng giảm tỷ trọng xen kẽ với những cái chấm tròn tăng tỷ trọng, dấu hiệu chúng ta gọi là dấu hiệu của hạt tiêu. Và trên hướng cắt dọc thì đặc trưng của các cái bè xương thô, dấu hiệu sọc quần nhung. Và cái u máu điển hình thì chúng ta không cần phải chẩn đoán phân biệt với cái tổn thương gì, nhưng có một số cái trường hợp mà cái u máu đau nó nằm ở nhiều thân đốt sống và những các cái u máu nó lớn, nó gây xẹp đốt sống nhiều tầng, thì chúng ta cần phải phân biệt với các cái tổn thương di căn. Tức là tổn thương di căn thì nó cũng có các cái tổn thương nhiều cây xẹp đốt sống, nhiều có thân đốt sống, thì chúng ta cần phải phân biệt. Còn là những cái u mà điển hình rồi thì chúng ta cũng không cần phải phân biệt. Ta đi sang cái u thứ hai, chúng ta thấy cái u này nó nằm ở vị trí ở khung sau của ống dấu, đúng không ạ? Nó là một cái ổ huyết xương, trung tâm thì nó có một cái chấm tăng tỉ trọng của cái mảng xương. Người ta gọi cái mảng xương này là cái mảng xương chết, là một trung tâm của cái ổ huyết xương, và nó có cái viền đặc xương khá rõ xung quanh. Đây là biểu hiện của một cái u có tính chất lành tính. Và cái tổn thương này nó xuất hiện ở một bệnh nhân nam 24 tuổi có triệu chứng là đau lưng và đau nhiều về đêm. Bệnh nhân này được điều trị bằng cái thuốc là đau aspirin thì sẽ cải thiện. Cái này là cái u gì cũng khá là hay gặp, và nó có một cái câu nói cũng khá là u lợn xương. Đúng rồi, cái này là cái u xương lợn xương. Cái u này cũng khá là có cái triệu chứng lâm sàng khá là điển hình, tức là nó bệnh nhân có triệu chứng đau rất là khó chịu, và cứ càng nghỉ ngơi thì cái triệu chứng đau nó lại càng tăng lên, và nó đáp ứng trước đây thì nó đáp ứng, người ta bảo nó đáp ứng khá tốt với cái thuốc giảm đau nonsteroid, bây giờ nó cũng có nhiều cái phương pháp để nó điều trị cái ổ huyết xương.
nếu chúng ta điều trị bằng thuốc mà không hiệu quả hoặc là nó không đáp ứng với thuốc được thì chúng ta có thể khoan giả mát cái u này, hoặc là chúng ta có thể đốt sóng cao tần u này để điều trị u này. Bây giờ có rất nhiều phương pháp. Đây là một cái ví dụ khác của một cái u xương giảm xương, đó là một cái nốt tiêu xương có viện giảm xương và xung quanh ranh giới khá là rõ. Đây là một biểu hiện của một cái u lành tính và nằm ở khung sau của cái sống. Đây là một cái trường hợp khác của một cái u xương giảm xương nằm ở thân đốt sống, nó cũng là một cái ổ tiêu xương có viện giảm xương khá rõ xung quanh. Cái viện giảm xương rõ xung quanh nó nói lên một cái tổn thương lành tính. Ở đây là một cái u xương giảm xương. Thì cái u xương giảm xương nó cũng là một u lành tính hay gặp, và cái tuổi hay gặp là cái tuổi thiếu niên. Cái vị trí mà hay gặp nhất của cái u xương giảm xương thì nó lại là ở cái cổ của xương dài, hay gặp ở cái vùng cổ của cái xương dài. Còn ở cổ sống thì cái vị trí mà hay gặp nhất đó là cái vị trí của khung sau của cái đốt sống, chiếm đến 75% các cái u xương giảm xương ở cổ sống. Có các đặc điểm lâm sàng khá điển hình như là đau nhiều về đêm, đáp ứng điều trị với cái nhóm kháng nguyên giảm đau steroid. Và trên hình ảnh các lớp vi tính đó là những cái ổ khuyết xương nhỏ thường thường, có cái ổ u xương giảm xương này nó biểu hiện là những cái ổ khuyết xương nhỏ đường kính còn dưới 10 đến 15 mm. Và một cái đặc điểm để chúng ta biết được đó là cái u xương giảm xương này nó có một cái phản sơ xương khá là mạnh xung quanh, nên là nó tạo thành cái viền giảm xương xung quanh khá là rõ. Đây là một cái hình ảnh ví dụ để chúng ta phân biệt, để đoán phân biệt. Chúng ta thấy có một cái u xương giảm xương, hình ảnh chết xương có cái hình ảnh xương chết ở trung tâm và cái phản ứng giảm xương xung quanh dày. Và một cái u khác nó cũng nằm ở vị trí khung sau, biểu hiện cũng là một cái u lành tính tiêu xương, nhưng những kích thước của nó thường là lớn và nó thường thuyền búi, có thể làm có dấu hiệu của nó và cái viện đặc xương xung quanh nó không có hoặc còn có nhưng mà không nhỏ như là cái u xương đặc xương. Thì đây là một cái u nguyên vỏ xương, cái mà chúng ta cần phải phân biệt với cái u xương đặc xương. Đôi khi các cái u nguyên vỏ xương này nó có kích thước nhỏ thì nó khá là giống với cái u xương đặc xương, còn nếu là những cái u nguyên vỏ xương này kích thước nó lớn nó thì chúng ta có thể dễ dàng phân biệt. Nhưng mà đối với những cái u mà u xương là u nguyên vỏ xương này, kích thước của nó dưới 10 mm, nó nhỏ, nó tương đương với các cái u xương giảm xương này, chúng ta có phân biệt hai cái u này với nhau. Đây là một hình ảnh của cái dạng u khác của cuộc sống. Thì chúng ta thấy cái u này nó mọc, cái u này thì nó mọc ra ở cái gai sau, cái khung sau của cuộc sống, và nó lồi vào trong cuộc sống. Cái đặc điểm của cái u này đó là có cái vỏ xương, nó cũng có cái cấu trúc vỏ xương, nó liên tiếp với vỏ xương của xương lành, và các cái bè xương xốp thì nó cũng liên tiếp với các bè xương xốp của cái xương lành. Đây là một cái hình ảnh khá là điển hình của cái xương lành tính mà chúng ta cũng rất hay gặp. Đấy là cái gì đây? U xương phụ. Đúng rồi, u xương phụ hay còn gọi là cái chồi xương. Đây là hình ảnh khác của một cái chồi xương hay là cái u xương phụ, nó nằm bên mặt sau của thân sống. Cái đặc điểm mà chúng ta nhận biết được đó là nó có cái cấu trúc giống cái cấu trúc xương lành bình thường, nó cũng có vỏ xương liên tiếp với vỏ xương lành và các bè xương xốp liên tiếp với cái phần xương xốp của cái xương lành. Đây là một cái hình ảnh điển hình của một cái u xương sụn ở phần xương sống, nó phát triển rồi vào cái ống sống. Cái quan trọng đây là chúng ta đánh giá là cái u này nó xâm lấn, nó rồi vào ống sống, nó gây hẹp ống sống, chèn ép tủy sống, là cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải xử lý. Thế còn cái u này thì là cái u khá là lành tính. Đây là một cái tổn thương khác, cũng là một cái u xương sụn, nhưng mà nó lại nằm ở cái cấu trúc bên. Cái u xương sụn này có các đặc điểm khác, đó là ngoài cái vỏ xương liên tiếp với vỏ xương ra, nhưng mà nó có một cái phần bắt đầu nó bị phá hủy cái vỏ xương và bắt đầu có dấu hiệu xâm lấn sang cái phần nền. Thì đây là một cái u xương sụn thoái hóa ác tính. Thì cái u xương sụn nó là một cái u lành tính cũng khá là hay gặp,
nó chiếm được 8-9% các cái u xương tuyến giáp. Nhưng mà nó mặc dù nó là cái u lành tính nhưng mà nó cũng có một phần thoái hóa ác tính. Khi nó thoái hóa ác tính thì nó thì chúng ta gọi nó là cái xác công trụ. Các công trụ nó thường thoái hóa từ các cái cầu xương. Và cái lứa tuổi hay gặp là cái lứa tuổi thiếu niên, và cái vị trí hay gặp nhất đó là các cái cổ, các xương dài ở cuộc sống, thì nó chiếm khoảng từ 1.3-4% các cái u xương trụ sẽ vào bộ cơ thể luôn. Phần lớn và phần là các cái cổ, các xương dài. Về cái đặc điểm hình ảnh thì như tôi phân tích với các anh chị lúc trước, đó là cái tổn thương này nó giống như là một cái chồi của cái xương, nó có cái vỏ xương liên tiếp, vỏ xương lành và cái phần xương xốp nó cũng liên tiếp với cái phần xương xốp của cái xương lành. Nếu như chúng ta thấy cái bờ của cái vỏ xương nó bị nhăn nhở, phá hủy và có dấu hiệu xâm lấn phần mềm thì chúng ta phải cẩn thận, có thể là nó là thoái hóa tính. Chúng ta đi sang một cái u nữa, đó là cái u nung vào xương, thì giống như cái hình ảnh tôi ví dụ minh họa với hai chị, đó là cái huyết xương nó cũng có tính chất lành tính, nó có thể làm thay đổi cái kích thước của cái vị trí tổn thương, nó làm cho cái vỏ xương nó bị phồng lên từng thùy múi, nhưng mà nó vẫn mang đặc điểm một cái u lành tính, tức là cái ranh giới của nó với tổn thương đấy là cái ranh giới cái xương lành, nó khá là rõ ràng và nó không phá hủy vỏ xương, không xâm lấn phần mềm xung quanh. Đây là một cái ví dụ khác của cái u nguyên vỏ xương. Chúng ta thấy nó cũng mang một cái tính chất của một cái u lành tính. Đây là cái vị trí khối cấp bên của đốt sống xương mồm. Mồm là một cái ảnh khuyết xương, có bộ viền rõ xung quanh, không phá hủy vỏ xương, không xâm lấn phần mềm xung quanh. Tuy nhiên ở đây có một cái ổ khuyết xương ở cung sau của cuộc sống ngực, thì chúng ta thấy cái tổn thương này nó lại phá hủy cái vỏ xương ở phía bên trong này và bắt đầu có dấu hiệu xâm lấn phần mềm, thì đây cũng là một cái u nguyên vỏ xương thoái hóa ác tính. Còn đây là cái u nguyên vỏ xương lành tính, nhưng mà cái hình ảnh này là cái u nguyên vỏ xương thoái hóa ác tính. Đây là một cái ví dụ khác của một cái u nguyên vỏ xương, nó là một vị trí ngay sau của cái thân cuộc sống, thì cái hình ảnh đặc điểm hình ảnh của nó cũng khá lành tính, nó là một cái u tiêu xương nhưng mà nó phát triển chậm, nó làm cho cái vỏ xương nó bị phồng lên, cái dấu hiệu của vỏ nó không xâm lấn mềm xung quanh. Đây là một cái u nguyên vỏ xương khác có dấu hiệu thoái hóa ác tính, chúng ta thấy cái mặt trong này nó vẫn mang tính chất lành tính lên tới vỏ nhưng mà nó đã phá hủy cái vỏ xương phần phía bên và bên trái này và nó đã xâm lấn vào cái phần mềm xung quanh. Đây là một cái u nguyên vỏ xương thoái hóa ác tính. Thì cái u nguyên vỏ xương cũng là một u lành tính, có một cái và có một cái tỷ lệ nhỏ nó thoái hóa ác tính, chiếm khoảng 1-3% các cái u xương nguyên phát. Về mặt đại thể thì những cái u nguyên vỏ xương lớn thì như tôi vừa phân tích với anh ấy chị, còn đối với những cái u nguyên vỏ xương nhỏ thì đều có kích thước nhỏ dưới 10mm thì cái đặc điểm hình ảnh của nó khá giống với cái u nguyên vỏ u xương lạc xương, thì là chúng ta cần phải dựa vào cái triệu chứng lâm sàng để chúng ta kiểm tra phân biệt, đôi khi là chúng ta cần phải chi tiết để chúng ta chẩn đoán. Cái tuổi hay gặp của cái tuổi trẻ và cái u nguyên xương lạc xương nó cũng hay gặp của tuổi trẻ, do đó cái lứa tuổi thì chúng ta không phân biệt được, phải chúng ta phải dựa vào cái đặc điểm hình ảnh hoặc có cái triệu chứng lâm sàng và đôi khi là chúng ta cần phải chi tiết để chúng ta chẩn đoán. Và cái vị trí hay gặp của nó cũng ở cuộc sống thì nó cũng hay gặp ở vị trí cung sau và ở vị trí xương dài bản thân thì nó cũng hay gặp ở vị trí xương dài, nó khá trùng với cái u xương lạc xương. Về lâm sàng thì cái u nguyên vỏ xương này có thể có triệu chứng không có triệu chứng, tùy thuộc vào cái u nó ở cái vị trí nó ở đâu, nó có chèn ép ở đấy không. Chúng ta đi đến tiếp đến một cái u tiếp theo. Một cái u này là một dạng u tiêu xương. Và nếu chúng ta để ở cửa sổ xương, chúng ta sẽ có phân biệt. Nhưng mà nếu chúng ta để ở cửa sổ
nhu mô thì cái u này nó có một cái đặc điểm khá là đặc trưng, đó là bao gồm nó có rất là nhiều các cái cấu trúc dạng nan dịch ở phía sau u và các điểm thăm cách nhau của cái vách. Và cái nan dịch này nó có đặc điểm là có cái lớp dịch dịch, tức là cái dịch mà có tính chất là dịch phần nhất trong u thì nó ở phía trên, cái dịch mang có các cái tế bào và có các cái thành phần của hình ấy, nó sẽ lắng đọng ở bên dưới tạo thành cái lớp dịch dịch. Và đây là một cái hình ảnh khá là đặc trưng của một cái nan siêu phình mạch. Đây là cổng từ trên biểu trưng trên hướng u nan, chúng ta thấy cái khối u này là một khối u làm tổ chức và nó có dấu hiệu của đó nhưng không xâm lấn phần nền xung quanh. Bên trong của cái khối u này nó có rất là nhiều những cái nan dịch và cái nan dịch này nó tạo thành một cái mức dịch dịch. Trong cái nan dịch này nó là những cái nan chứa máu, cái phần huyết tương ở phía trên thì nó sẽ phần nhất hơn, dịch của nó sẽ giảm tỷ trọng trên các lớp vi tính và trên cổng từ thì nó sẽ tăng tính nhiều hơn. Đây là cái T1 sau tiêm có rất là nhiều cái vách nấm thuốc. Đây là hình ảnh của một cái nan xương bình mạch ở cuộc sống, chúng ta thấy nó là một cái hình ảnh của một cái u dạng tiêu xương, ranh giới giữa tổn thương và cái xương lành nó rất là rõ ràng, có dấu hiệu thường đỏ, có dấu hiệu thường đỏ ăn mòn xương, đôi khi là nó sẽ ăn mòn các cái thành xương nhưng nó không có dấu hiệu xâm lấn, nó chỉ là dấu hiệu ăn mòn chứ không phá hủy, không xâm lấn. Và đây là ví dụ, đây là một hình ảnh ăn mòn thân u sống và ăn mòn các thành phần của cái khung sau nhưng mà không xâm lấn một nền xung quanh, nó chỉ đẩy lồi các cái thành phần xung quanh thôi. Nếu chúng ta để trên cửa sổ xương này, chúng ta sẽ có rất là khó để chúng ta phát hiện ra các cái cấu trúc dạng nang ở bên trong. Nhưng mà chúng ta mở mô mềm ra thì chúng ta thấy có các cái vùng trọng nó khác nhau, có vùng trọng thấp đậm dịch và phía dưới thì cái trọng cao hơn đậm dịch máu. Cái các cái nang xương bình mạch này có cái đặc điểm hình ảnh khá là đặc trưng trên cổng từ, chúng ta chụp cổng từ chúng ta để chẩn đoán cái u này khá là chính xác. Đó là cái tổn thương này bên trong có rất là nhiều cái nang nằm cách nhau ở cái vách và cái nang này nó chứa dịch máu nên là phía trên cái phần huyết tương nó sẽ tăng tín hiệu khá là đồng nhất ở trên T2 và cái phần hữu hình tức là các tế bào máu nó lắng đọng phía dưới thì cái dấu hiệu cái tăng tín hiệu của nó trên T2 nó sẽ giảm hơn. Cái dấu hiệu này người ta gọi là cái dấu hiệu của kính dâm. Cái hình ảnh này khá là điển hình của một cái nang xương bình mạch. Nếu như mà trên phóng từ các anh mới chỉ thấy một cái tổn thương của thân cơ sống hoặc có cái đặc điểm hình ảnh như thế này thì chúng ta sẽ mạnh dạn chẩn đoán đây là cái nang xương bình mạch. Còn trên các lớp vi tính đôi khi là có nang xương bình mạch này cũng là một cái tổn thương lành tính khá là hay gặp và cái tổn thương nó đặc trưng bởi các cái nang dịch chứa máu, cái nang chứa dịch máu và được ngăn cách nhau bởi các cái vách xương mỏng. Đây là cái hình ảnh minh họa của cái nang xương bình mạch, nó bao gồm có rất là nhiều cái nang trong chứa dịch máu. Về nguyên nhân thì có thể là nguyên phát hoặc là và hay gặp nhất là cái thứ phát sau cái chấn thương nó gây tổn thương các mạch máu và tạo thành cái nang. Cái tuổi hay gặp thì phần lớn 80% là gặp ở tuổi trẻ dưới 20 tuổi và cái vị trí hay gặp nhất đó là cái vị trí của cái hành xương dài, còn ở cuộc sống thì nó chiếm khoảng 20%. Về đặc điểm hình ảnh trên các lớp vi tính thì đó là những các cái ổ tiêu xương có bờ tùy múi, ranh giới khá là rõ, có dấu hiệu thổi rõ nhưng không phá hủy, kia vỏ xương không xâm lấn phần mềm. Bên trong tổn thương thì có những các cái cấu trúc dạng nang thiếu dịch tạo mức dịch dịch và có các vách mỏng, nó sẽ được ngăn cách nhau các cái vách mỏng. Chẩn đoán phân biệt của cái nang xương bình mạch này thì chúng ta thường phải chẩn đoán phân biệt với một số cái u có đặc điểm hình ảnh khá giống, đó là cái u tế bào khổng lồ hoặc
và cái u nó xương và lúc nãy chúng tôi được mình đây với chị thì nó cũng hình ảnh về mặt hình ảnh nó cũng khác là giống nhau. Tuy nhiên chúng ta mở cửa sổ nhu mô và chúng ta có thể nếu như ngờ chúng ta cho cửa sổ thử lên thì dấu hiệu của cái nang xương hình ảnh này nó phát hiện đặc trưng như cửa sổ. Đây là một cái u khác, cái vị trí hay gặp nhất của nó là ở cái vị trí của cái xương cùng hay là cái bờ của cối. Nó cũng là một cái dạng u lành mang tính chất lành tính, dạng kiêu xương ranh giới giữa tổn thương và xương lành khá là rõ ràng. Và cái u này nó có thể ăn mòn xương, phát triển rồi ra, phát triển ra bên ngoài và có thể thoái hóa ác tính xâm lấn phần mềm xung quanh. Đây là một cái u tế bào khổng lồ. Đây là một cái ví dụ khác của một cái u tế bào khổng lồ. Chúng ta thấy một cái khối hình trọng là một chức phát triển từ cái xương cùng và cái khớp cùng chậu, nó phát triển ra ngoài xâm lấn vào cái tổ chức phần mềm xung quanh. Đây là một cái u tế bào khổng lồ và nó ác tính. Đây là một cái ví dụ khác của một cái u tế bào khổng lồ, đó là tiêu xương có dấu hiệu hồi vỏ, bờ không được, bờ thì tương đối thay giới tương đối nhỏ và chưa có dấu hiệu xâm lấn phá vỡ xương và xâm lấn phần mềm xung quanh. Đây là một cái u tế bào khổng lồ đang có cái đặc điểm hành tính là chưa có dấu hiệu thoái hóa tính. Thì cái u tế bào khổng lồ là một cái u tế bào khá là lành tính và thường gặp. Nó chiếm khoảng 18-23% tất cả các u xương lành tính. Và nó có khoảng từ 5-10% cái u tế bào khổng lồ này nó có thể thoái hóa ác tính. Cái lứa tuổi hay gặp đó là từ 20-40 tuổi và tỷ lệ nữ nhiều hơn nam. Cái vị trí hay gặp là cái vị trí hành ở xương dài và có một cái câu nói để chúng ta phân biệt cái u, chúng ta nghĩ đến u tế bào khổng lồ đó là cái gần gối xa kỳ, tức là các cái tổn thương ở chi dưới thì u tế bào khổng lồ nó hay gặp ở cái đầu trên của xương chày, đầu dưới của xương đùi. Còn đối với chi trên thì nó hay gặp ở cái đầu xa của xương quai, xương trụ và cái đầu trên của xương cánh tay. Còn ở cuộc sống thì cái u tế bào khổng lồ nó hay gặp ở cái vị trí của cái xương cùng và cái bờ của cối. Đó là hai cái vị trí khá là đặc trưng của cái u tế bào khổng lồ. Nếu như có cái u tiêu xương là một cái khớp cái xương cùng hoặc là cái bờ cối thì chúng ta phải nhìn đến cái u tế bào khổng lồ. Về đặc điểm hình ảnh thì đó là một cái khối tiêu xương bờ từ múi có vỏ mỏng mang tính chất của một cái u lành tính nhưng mà nó chưa có dấu hiệu thoái hóa tính, có dấu hiệu hồi vỏ. Đôi khi là khi mà nó thoái hóa tính thì nó có thể phá vỡ xương xâm lấn phần mềm. Chẩn đoán phân biệt thì chẩn đoán phân biệt với cái nang xương hình mạch và cái u nhân lòng xương. Chúng ta vừa đi xong các cái một số các cái u lành tính mà hay gặp thì các anh hay tự có hỏi gì không? Thì đây là một cái hình ảnh của một cái tổn thương có tính chất ác tính của cái cuộc sống. Chúng ta thấy tổn thương trên cái khung chậu, cái thân khung sống là có rất là nhiều các kiểu vết xương, đúng không ạ? Lệnh mờ thì không rõ ràng, ranh giới của tổn thương và xương lành còn lại nó không rõ ràng và có thể có kiểu lớn thì nó phá hủy xương xâm lấn phần mềm. Đây là một cái hình ảnh của một cái tổn thương có tính chất ác tính. Mới nhìn vào nếu chỉ hình ảnh không thì cái đầu tiên gặp trong đầu chúng ta phải đặt ra đó là cái tổn thương này thì có phải là tổn thương di căn hay không, đúng không ạ? Tổn thương đau vết xương đau mang tính chất ác tính thì cái trong đầu chúng ta đặt ra đó là cái tổn thương phải di căn hay không. Tuy nhiên cái trường hợp này nó lại không phải là tổn thương di căn và nó là một cái đau tủy xương. Cái đau tủy xương nó cũng biểu hiện là có rất nhiều các kiểu là thương vết xương nằm các cái xương dẹt, tức là nó phát triển các tổ chức xương xốp và các cái xương dẹt như là xương cánh chậu, xương đốt sống, xương sườn, xương sọ. Và để chẩn đoán cái bệnh lý này thì chúng ta phải kết hợp với các cái xét nghiệm máu của bệnh nhân chúng ta chẩn đoán. Đây là hình ảnh colon của cái đau tủy xương. Chúng ta thấy có rất là nhiều các tổ tiêu xương hoặc theo thân sống, một số các tế cũng sống nó bị yếu và nó đã bị xẹp. Nếu mà hình ảnh đơn thuần không
thì chúng ta khó để chúng ta phân biệt được với tổn thương di căn. Vì vậy chúng ta cần phải phối hợp lâm sàng các xét nghiệm khác để chúng ta đưa ra chẩn đoán. Thì cái đau tủy xương là một cái u ác tính nguyên phát hay gặp nhất ở người lớn trên 40 tuổi và có khoảng 70% là cái lứa tuổi nó rơi vào lứa tuổi từ 50 đến 70 tuổi và chiếm 50% các cái u ác tính của xương, chúng ta thấy tỷ lệ rất là cao đúng không ạ? Tuy nhiên nó là cái bệnh về máu nên là cái bệnh viện của chúng ta ít khi có cái trường hợp này và các cái bệnh này thì bên huyết học trung ương gặp rất là nhiều. Cái nguyên nhân của nó là do cái quá xả của các tế bào plasma phát sinh từ cái tủy đỏ, do đó các cái ổ tổn thương nó thường nó nằm ở các cái tủy xương, những cái vị trí mà cầm máu đó là những bè xương sốt, xương dẹp như là xương cánh trâu, các cái bè xương sốt của thân đốt sống, các phần xương sốt của xương sườn và cái xương sốt của cái xương sọ, đấy là những cái vị trí hay gặp. Và cái đặc điểm hình ảnh của nó đó là những đau rất là tổn thương, rất là nhiều tổn thương xương. Chẩn đoán phân biệt thì chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với cái tổn thương di căn, chúng ta phải dựa vào phương thức máu, chúng ta phải tìm, nếu chúng ta nghi ngờ di căn thì chúng ta phải đi tìm các cái bệnh nhân, tiền sử bệnh nhân có điều trị cái bệnh lý di căn hoặc là cái bệnh lý tổn thương nguyên phát ở đâu đấy không, cái ung thư nguyên phát ở đâu không thì chúng ta đưa đến với chẩn đoán. Cái u thứ hai chúng ta thấy cái tổn thương này mang tính chất về một cái u ác tính, cái hình ảnh là u kết xương gây tiêu xương, cái ranh giới của tổn thương và cái xương lành nó không rõ ràng và cái bờ tổn thương nó không rõ, bao gồm xương xâm lấn vào cái phần mềm xung quanh. Đây là một cái trước tiên chúng ta nhận định đây là một cái u ác tính đúng không ạ? Và đây là một cái xác khung xương. Cái xác khung xương thì nó khá đa dạng, xác khung xương thì nó có thể là cái thể tiêu xương, thể tạp xương hoặc là cái thể tổng hợp, là hay gặp nhất là cái thể tạp xương. Còn cái thể tiêu xương thì cái xác khung xương nó ít gặp hơn. Đây là cái thể xác khung xương thể tổng hợp, chúng ta thấy có cái phần tạp xương, có phần tiêu xương. Cái u này có tính chất của những u ác tính, ranh giới giữa phần u và phần lành không rõ ràng, nó phải có cái tạp xương nó tỏa ra phía ngoài này, cái vỏ xương thì nó hủy tâm lấn và tâm mềm xung quanh. Và đây là một cái xác khung xương thể tạp xương, và chúng ta thấy cái phần tạp xương nó chiếm như thế, nó bờ nó nhè, chúng ta thấy nó rất là nhè, cái ranh giới của tổn thương và cái xương lành nó nhè và nó có các cái dấu hiệu, chúng ta nhìn chỉ chúng ta sẽ thấy có cái độ mọc trên xương, trình gai cỏ cháy, cái bờ của tổn thương. Đây là một cái dấu hiệu khá điển hình xác khung xương, cái u xương ác tính. Thì cái xác khung xương là một cái u nguyên phát hay gặp và đứng thứ hai sau cái đau tủy xương, và có khoảng 4% là nó gặp thân đốt sống thôi, còn lại phần lớn là nó gặp cái xương dài của cơ thể. Và cái lứa tuổi của xác khung xương này nó rất là trẻ, tuổi thường là dưới 20 tuổi, còn nếu như mà cái lứa tuổi trung niên hoặc là lứa tuổi 13 tuổi thì chúng ta lại không gặp. Và cái xác khung xương nó gặp lứa tuổi khá là trẻ. Các lớp vi tính thì nó biểu hiện tùy thuộc vào cái tổn thương đấy là tổn thương dạng tiêu xương, tạp xương hay là tổn hợp, mà nó có cái đặc điểm hình ảnh khác nhau. Nó mang tính chất của một cái u ác tính, nó là cái ranh giới của tổn thương và cái xương lành nó không rõ ràng, nó phá hủy có xương, nó có dấu hiệu mọc thêm xương, có cháy thì bản trái hay là cái phá hủy có xương tạo thành các góc cốt mang vân vân. Đấy là một dấu hiệu một cái u phát triển khá là nhanh. Đây là một cái u khác, chúng ta thấy cái u này nó phát triển từ cái bờ trước của cái thân đốt sống và nó mang một cái tính chất của một cái u ác tính, nó phá hủy cái vỏ xương xâm lấn vào phần mềm xung quanh và lấm tấm trong cái u này, chúng ta thấy có những chấm tăng âm dạng vôi hóa. Và đây là một cái xác khung sụn. Cái xác khung sụn thì nó có thể phát triển, đây là một cái ví dụ khác của một xác khung sụn phát triển từ cái phần của khớp bên của sống ngực. Chúng ta thấy để u mang tính chất của u ác tính,
nó cái bờ biển của nó, bờ của nó không rộng, phá hủy tâm lớn phần mềm, và trong cái tổ chức u này có các cái chấm vô hóa, có cái tổn thương tăng trọng và vô hóa, và đây là một cái dấu hiệu khá là để nhìn một cái u sắc tung sụn. Cái sắc tung sụn thì nó chỉ là một cái u ác tính chiếm khoảng 25% các cái u xương ác tính nguyên phát, và có thể gặp là cái u sắc tung sụn nguyên phát ngay từ đầu, hoặc là nó sẽ thứ phát, tức là nó thoái hóa từ cái tuổi xương hay là cái u xương sụn nó tạo thành cái sắc tung sụn. Thì cái tuổi của cái sắc tung sụn nó lại đối nghịch với cái tuổi sắc tung xương, đó là cái sắc tung sụn thì lại gặp ở lứa tuổi trung niên, và cái vị trí cũng hay gặp ở các cái xương già hoặc là ở cuộc sống thì nó chỉ chiếm khoảng 7%. Về cái đặc điểm hình ảnh của nó là một cái u có tính chất ác tính, bờ của cái khối u thì nó cũng không đều, ranh giới giới tổn thương lại ở cái xương lành không rõ và xâm lấn phần mềm xung quanh. Và có một cái đặc điểm mà chúng ta nhận biết cái sắc tung sụn, nó là một cái u có tính chất ác tính, nhưng trong cái tổ chức u nó có cái các cái nấm chấm gây vôi hóa, đấy là cái dấu hiệu mà chúng ta nhận biết và chúng ta phải làm phân biệt với ung thư. Và chúng ta tất nhiên là chúng ta cũng phải dựa vào cái biết tuổi và cái vị trí của ung thư nữa. Một cái u mà chúng ta cần cũng hay gặp cái cuộc sống đó là cái tổn thương, đây là một cái khối u dạng tổ chức, nó phát triển từ cái vị trí xương cụt, và một cái vị trí hay gặp của nó là vị trí ở gốc nền xương chậm hay là cái gốc bướm chậm. Thì nói đến cái vị trí của nó thì nó đang các chị đã hướng đến một cái u mà nó có vị trí khá là điển hình, đấy là cái u gì các anh chị biết không? Cái cốc đôm hay là cái u nguyên sống. Về cái u này thì cái vị trí điển hình của nó này là cái vị trí hai đầu của cuộc sống, tức là đầu trên và đầu dưới của cuộc sống. Khi mà chúng ta thấy có một cái u phát triển từ cái hệ thống trung cụt ra, hoặc là cái khớp bướm nền của cái xương chậm ấy, thì chúng ta thấy đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là cái côn. Cái cốc côn này về đặc điểm hình ảnh của nó là một cái khối tổ chức phát triển từ cái phần xương nó phát triển ra, và nó cũng có thể có những cái tấm tấm vôi ở bên trong. Đây là một cái ví dụ khác của một cái cốc đôm phát triển từ cái cốc nền xương chậm, nó mang tính chất của một cái ác tính, ranh giới không rõ, phá hủy vỏ xương và xâm lấn và các tổ chức xung quanh. Thì cái u nguyên sống là một cái u ác tính khá là hiếm gặp, phát sinh từ là cái dây sống nguyên thủy, tuổi hay gặp từ 50 đến 60 tuổi, và cái vị trí là cái dấu hiệu quan trọng mà chúng ta cần phải nắm được, đó là